Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả anh em thì hôm nay mình lại lên sóng anh em con tủ tủ chè chúng ta hàng tài tủ khảm ốc rất đẹp luôn. Cái lèo đục nho sóc, lèo đục nho sóc dày dặn mà lèo đục nho sóc dày dặn lành, dày dặn và lành tuyệt đối, không một điểm gì sứt sẹo cả. Tủ này là tủ mét 9 các bạn, tủ này là tủ đại, tủ này là đóng đầu giữa những năm 80, tủ này loanh quanh đóng ngoài 84-85 khoảng đấy. Hai cánh khảm ốc, tủ dày dặn chắc chắn tuyệt đối, tủ mét 9 cực kỳ dày dặn các bạn nhé. Tủ này nặng lắm các bác, bằng ván hay cả khung, ván khung dày như thế này các bạn, dày dặn khủng khiếp luôn. Ván khung dày dặn khủng khiếp, toàn bộ lèo bệ, bệ này là bệ khảm nhưng mà cũng có đục, có đục dặn từ quế, cũng có đục dặn từ quế. Hai cánh khảm ốc đỏ rực rỡ lèo bệ. Những con này thì các bác về kê đồ bày biện đồ thoải mái lên đây, không sợ bị vọng, không sợ bị xuống tủ, bởi vì tủ nó làm rất là dày dặn luôn các bác. Nó có một lớp vét ni mỏng bên ngoài nhé các bác nhé, cạo ra bên trong chất gỗ sẽ đen xì luôn. Đây là cái lớp vét ni này nó lại chuyển thành màu vàng, không biết tại sao là đánh cái lớp vét ni này lại chuyển thành màu vàng. Đây còn cái lèo là cùng với cái tủ lúc làm đây, lèo đã xuống màu gỗ đen xì rồi, thì anh em nào chốt được tiền về mình sẽ làm tẩy cái lớp vét ni này ra này, cho nó cùng màu với cả cái lèo này luôn thì sẽ rất đẹp. Đây các bác nhìn này, lèo của ta này. Đấy, lèo của ta nó xuống màu nữa, đen ra nhựa gỗ rồi, nhưng mà bởi vì cái chỗ này nó có một các lớp vét ni thế là nhìn màu gỗ nó chưa xuống được. Đấy, thì bác nào chốt được nhé, bác nào chốt được thì về em sẽ hoàn thiện cho nó tất cả tủ cùng một màu luôn, rất là đẹp. Đấy, xa xa các bác nào đứng xa xa nhìn tủ khảm ốc rực rỡ, tủ 1m9 khảm ốc rực rỡ rồi. Cảm ơn anh em nhé.